Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các học viện danh tiếng tại Singapore cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn và sâu hơn về chuyên ngành marketing của trường Curtin Singapore nhằm giúp ích cho các bạn có định hướng rõ hơn về con đường nghề nghiệp sau này của mình. Thì với sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram hay là YouTube thì ngành marketing ngày càng khẳng định được vị trí của mình nhờ vào những hiệu quả tích cực mà nó mang lại cho công việc kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ và các doanh nghiệp. Nên học sinh, sinh viên ngày càng có xu hướng chọn du học Singapore ngành marketing. Đây là lĩnh vực rộng lớn với nhiều chuyên môn nhỏ hơn. Vì vậy, để thuận lợi hơn trong công việc cũng như là mở rộng cơ hội nghề nghiệp, khái niệm chuyên ngành kép ra đời. Marketing là lĩnh vực sôi động đối với các công ty doanh nghiệp trong việc cạnh tranh. Ngành này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về hành vi khách hàng, cách thức làm việc của marketing và khám phá ra nhiều hướng đi mới của marketing, bao gồm như là internet marketing, bán hàng định giá, khuyến mãi và chiến lược phân phối. Sinh viên sẽ được tìm hiểu các cách thức và mà marketing tính trước được nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng bằng cách phân tích hành vi của đối thủ và khách hàng. Chương trình này được thiết kế dành cho sinh viên có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, tài chính, quản trị hoặc kết hợp hai chuyên ngành với nhau. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm marketing trong các lĩnh vực cụ thể như là tài chính, quản lý hay là quảng cáo với nhiều vị trí khác nhau như là nhân viên marketing, truyền thông marketing, chuyên viên marketing online, quản lý sản phẩm, quản lý bán lẻ, quản lý quảng cáo, nhân viên bộ phận quảng cáo, v.v. Khi các bạn tham gia học chuyên ngành marketing tại Curtin Singapore, các bạn sẽ có cơ hội nghề nghiệp rất hấp dẫn sau khi ra trường như là chuyên viên nghiên cứu thị trường, chăm sóc khách hàng, quảng cáo, quan hệ công chúng, phát triển sản phẩm, phát triển và quản trị thương hiệu tại các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên gia nghiên cứu hoạch định chiến lược marketing, quản lý tổ chức kế hoạch marketing, tổ chức thực hiện các hoạt động quan hệ khách hàng tại các công ty chuyên về truyền thông, tổ chức sự kiện quảng cáo, giảng dạy nghiên cứu về quản trị kinh doanh marketing tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao trở thành các trưởng phòng, giám đốc marketing, các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia. Bạn có biết ngày càng nhiều học sinh lựa chọn du học Singapore ngành marketing? Bạn có đang chần chừ chưa quyết định được ngành học cho mình? Bạn đang lo lắng chọn học ngành nào để đảm bảo việc làm sau khi ra trường? Thì các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số điện thoại 38484879 để được tư vấn cụ thể. Thì ngoài chương trình marketing với các lợi thế như trên, Curtin Singapore hiện đang đào tạo các chuyên ngành như sau: cao đẳng thương mại với các chuyên ngành nhỏ như là kế toán, kinh doanh quốc tế, marketing, quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần; cao đẳng truyền thông, khi chuyển tiếp lên chương trình đại học các bạn có thể học chuyên ngành đơn như ở cấp bậc cao đẳng hoặc học chuyên ngành kép với các chuyên ngành như sau: kế toán và tài chính, ngân hàng và tài chính và marketing, quản lý và quản lý nhân sự, marketing và quảng cáo. Bên cạnh chương trình cao đẳng và đại học thì trường cũng có đào tạo các bậc thạc sĩ với các chuyên ngành tương tự. Trong năm 2016, trường có một chương trình học bổng rất hấp dẫn, hỗ trợ các bạn sinh viên với các chi tiết như sau: học bổng dành cho chương trình cao đẳng và cử nhân, học bổng trị giá 70 triệu đồng một suất; học bổng dành cho chương trình thạc sĩ, học bổng trị giá 86 triệu đồng một suất. Để tìm hiểu kỹ hơn về cách thức làm hồ sơ ra sao, kỳ nhập học là như thế nào, mức học phí của từng chương trình cụ thể là ra sao, các bạn có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố biển Nha Trang, chúng tôi không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình lần sau.